thấy nó bà tắt, nó thấy nó thấp quá, anh chỗ lên cao chút. Với lại cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài không? Có, chị cảm ơn rất nhiều Mạnh Thường Quân với lại những người mà ủng hộ cho chị cắt cái nhà này là chị cảm ơn nhiều lắm luôn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng cô bác quý anh chị đó là nhà của chị Loan. Nhà mà hai mẹ con mà sống mà phải thay phiên nhau, canh nhau, tắm vào buổi tối không có chỗ thay đồ ở cô bác quý anh chị. Và theo được sự ủng hộ của chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở Victoria ở Canada. Với lại chú Kevin Trần ở Mỹ thì hôm nay nhà được tiến hành khởi công vào ngày hôm qua. Tính theo lịch âm lịch là ngày 16 tháng 4 âm lịch đó cô bác quý anh chị thì cũng đã khởi công, và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 4 âm lịch và ngày 28 tháng 5 âm lịch, 28 tháng 5 dương lịch, và hiện nay cũng đang tiến hành khởi công gấp rút. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị cùng tham quan cái công trình này nha. Và cũng khá là bất ngờ khi được các chú ở Canada cũng như là ở Mỹ đã ủng hộ cho Bùi Hồ tiến hành xây cái căn nhà giúp đỡ cho gia đình của chị Loan, của hai mẹ con nè. Và ở đây là các anh em vẫn đang làm nè cô bác quý chị. Hôm trước á thì sau khi mà phỏng vấn xong thì Bùi Hồ có chuyển cho Đạt là 40 triệu để mà kêu vật tư về, thì ở đây đổ cột bằng đổ đà. Hiện nay hôm nay thì đây đổ đà trước. Chào anh. Ồ, trưa nắng này làm cực dữ ha. Nắng mà. Dạ. Ở đây là mình có 3 người phụ hên. Hai thợ. Dạ. Hai thợ chính là đã. Dạ. Chiều mấy giờ mình làm tới giờ anh? 1 giờ. 1 giờ làm tới mấy giờ? Tới 5 giờ nghỉ à. 5 giờ nghỉ hả? Máy trộn bê tông này có bác quýt chị. Ồ, chào anh thợ. Bây giờ nhà của chị thì xây ra kích thước là 40, và hiện nay thì mình thấy 1, 2, đây có Đạt đang xây nè. Chào chị. Hôm nay mình hổng gà mình dọn ra đây hả? Ồ, tại giờ đỡ khoảng nửa tháng là xong vậy. Đạt đang xây hố ga hả Đạt? Cho gắn này vô hỏi cái ai. Vừa xây vừa nói chuyện luôn. Chị phụ tiếp luôn hay là chị coi thôi? Có cái gì chị trực tiếp, chị làm phụ đồ chị phụ. À, chị cho con trai của chị hay chưa chị Loan? Chưa, nó hay rồi. Rồi sao rồi? Nó mần mà đều, nó tới tháng 5 mới về, nó hơi bại mần, người ta không về được. Có nói gì không? Không, nó mần lắm. Nó nói thiệt với mẹ, tao nói thiệt, con mở cái video Bụi Hồ đi rồi con gặp mẹ với ngăn ở đâu, con mở lên coi được cái điện rồi. Điện nói sao? Nó nói con coi được rồi. Dạ hả? Đạt không ra làm hôm qua nay là 2 ngày rồi. Làm thấy sao? Ok không? Có tờ... Chưa chị Loan rồi có cho cà phê đủ không? Có tờ mệt rồi. Nó kêu chị có ngày nào đâu. Ta giờ đồng hồ điện nó 400 mấy ngàn, có tiền đâu chạy đi mượn. Ồ, ô vậy hả? Ồ, cái đồng hồ trong nhà đâu có dám chở đâu. Mà nó chừng xong nhà mà gắn vô 400 mấy nữa. Một giờ ra đó 400 mấy, gắn vô 400 mấy nữa. Ồ. Cái đó để nữa lo đi, nữa điện Đạt đi trong nhà hết mà. Hố ga này nhiêu Đạt? Cái gì? Hố ga ngang nhiêu? Lọt lòng 1m4. 1m4 hả? Ừ. Phủ bì 1m6 á. Phủ bì 1m6 hả? Ừ. Đạt rất giỏi luôn á cô bác của anh chị. Xây lên mấy viên gạch Đạt, cuốn lên mấy viên gạch ra. Cái nào? Bên đây nè. Cao mặt đường 5 tấc. Cao hơn mặt đường 5 tấc hả? Ừ, lúc trước tại thấy nó bà tắc, nó thấy nó thấp quá, anh chỗ lên cao một chút. Ừ. Nó lộn, nó cao hơn mặt đất chứ không phải mặt đường. Lúc trước ba tấc tắc thấy thấp. Đó là mấy viên gạch ta? 1, 2, 3, 4. Ba tắc có 3 viên nè. 3 viên, 3 viên là được rồi. Con này lên tới 5 viên luôn rồi. 5 viên luôn hả? Ừ. Ồ vậy là ok, có cát chừng nào bơm vô? Cát, tao kêu xe đổ chứ không có bơm rồi. Nhiều cá đắt, dứt lên là cũng được, cái khúc này chắc xe cũng có 3 xe nữa. 3 xe nữa được cũng đặt. Cũng cả mười mấy khói cát nữa đó. Ừ. Là tranh thợ Đạt ơi, cho biết là khoảng tháng xong không Đạt, nếu không mưa á. Xong. Không mưa dư xong ha. Ừ. Dạ. Ở đây là 1, 2, 5 anh em là làm là 3 người thợ phụ
hai người thợ là cứng khừ rồi. Rồi hôm trước chuyển cho Đạt 40 triệu rồi mua vật tư đồ đủ hết không Đạt? Cũng sắp tại đặt cọc ta trước thôi chứ chưa có cũng như tới đâu trả tới đó gì đó. Ờ thì chừng nào có ấy thì nói ha. Ê thiếu nói nha, ba nói khi nào đổ cột Đạt, này là bắt chỉ khi nào đổ cột. Ngày mai nếu nó kịp là đổ á. Ồ mai đổ luôn hả? Tại cát mình chưa có, mình vừa vô cát vừa đổ luôn á. Ồ nhanh vậy đó hả? Nếu như mà xây tường này, xây tường cao lên nhiêu Đạt? Đó cô bác anh chị biết cao cái mặt dựng trước là 4m. Ừ cao 4m. Ừ là đó, đến mái luôn, nguyên cái nhà mái luôn là cao là, như là đằng trước 4m, là 4m đó hả? 4m là vừa rồi, còn anh sao 3m á. Đóng lao phong sao? Lao phong tầm 3m, 2m9 mình đóng cho nó. Ông Đạt làm tốc hành thiệt đó. Mà còn có cái nữa là đẹp à, chưa xây nên thành thử là chưa nói với cô bác của anh chị về cái vấn đề thẩm mỹ sao nha. Nhưng mà chị Loan ngày xưa là có làm chung với Đạt không? Có làm hồ cho Minh một lần nghe hỏi nó nói có làm chung đó. Ừ. Đạt này làm tốt. Có một lần có họ mới bữa hỏi đó, nó có làm cho Minh rồi. Đúng. Ừ, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chị thấy Đạt làm ok không? Ừ. Tốt thì mai mốt bồi hộ cho thêm. Không, nói chung là khi mà Đạt cố gắng mà làm đi, cố gắng làm đi thì chắc không lỗ đâu, chỉ có lã. Cô bác quý anh chị, nhà cô chị Loan nói lại cho cô bác quý anh chị, kích thước là ngang 4m nè. À, dài 10m, phủ bì á ha Đạt. Ừ. Phủ bì 10m, rồi cao lên là 4m. Ở nhà thì có 3 cửa sổ, ở chỗ này là cửa sổ nữa. 4 cái. 4 cái cửa sổ luôn hả? Ở đâu đâu chị? Phòng khách mình 2 cái. Ờ, phòng khách 2 cái. Mặt trước 1 cái với bên đó 1 cái. Ừ. Tại có 1 cái bên đó 1 cái mới được, rồi phòng này 1 cái. Ừ. Thôi mấy anh đang đổ ấy luôn hả vậy? Mấy anh đang đổ đà luôn, đổ cột luôn hả vậy? Ờ, đổ cột nền trước. Ồ. Rồi trưa rồi nước nôi sao Đạt, cà phê thì pháo sao? Cà phê thì hổng gài tôi mua luôn. Vậy hả? Tôi cho anh em uống. Ừ. Là cái này là Đạt lo luôn hả? À. Rồi được không? Dùm anh em theo nhà không à? Ờ. Ông ấy cà phê thì cứ kêu ở quán nào đi. Chị cứ nói ở quán nào đi, nói nữa mai mốt em qua em trả, em trích kêu trả cho không sao hết. Thì có là quán nào? Thì để ta trả đó, ta trả thôi, có gì đâu. Ờ nữa Đạt trả luôn đi, nữa ấy gì tính sao. Uống cà phê ngày có 100 mấy à, đâu có nhiêu đâu. Cà phê, uống cà phê làm như uống cà phê trong lùm trong bụi. Nó chơi cô bác với chị, nói chung là tiến độ xe thi công thì là thấy được đó. Đổ đà, đổ móng, đổ đà ngang chưa Đạt? Đà ngang có cát mới đổ. Đà ngang có cát mới đổ ha. Tại có cát mình khỏi tăng dáng, mình đào dạ cát chị. mình đổ nó mau hơn. Đâu chị? Dạ chị, nãy giờ nói chuyện của Đạt, nói cũng tâm sự vui chơi cho cô bác quý vị cho Đạt lao động đỡ cực nhọc. Chị hổng gài thì không. Cái cảm xúc của mình sao? Mừng muốn chết luôn chứ sao? Hả? Mừng muốn chết luôn. Mừng muốn chết là sao? Thì mừng quá vậy chứ sao? Mừng muốn chết. Mừng nhiều không? Nhiều. Nhiều nói sao em không hiểu. Mừng mà ngủ không được luôn. Rồi con gái chị đâu rồi ta? Đi lại sớm chơi được. Đi lại sớm hả? Là chị mừng vừa là nghỉ đi làm ở đây phụ luôn hả? Vậy chứ giờ sao không lẽ em bỏ đây nữa. Là chuyện gặp tiếp Đạt. Tiếp, dù có cái gì là mình thuê được tiếp được thì mình tiếp đi. Rồi xong cái nhà này có nhà mới ở là an tâm đi làm chưa? Đi làm. An tâm đi làm. Làm vòng vòng nhà. À. Cũng như đi làm hộ vòng vòng nhà cho mấy người xây dựng nhà gì nè. Chị có muốn nói lời nào với lại cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài không? Có, chị cảm ơn rất nhiều Mạnh Thường Quân với lại những người ủng hộ cho chị cắt cái nhà này, là chị cảm ơn nhiều lắm luôn á. Trước đây á, tại vì trước đây là chị ước có căn nhà là lặng thôi, nhà con thôi, mà bây giờ là chơi tường luôn thì chị thấy sao? Thấy chị mừng quá, chị mừng mà chị ngủ không được luôn chứ ơi. Hỏi thiệt, chị vòng vòng ở đây sớm người ta có thấy mừng cho chị không? Mừng, người ta cũng lợi, người ta coi bây giờ chiều nào người ta cũng lợi chứ. Dạ hả? Người ta giờ người ta nói gì? Người ta nói như được cái nhà là quý rồi đó. Ta thấy có nhà cái người ta đợi người ta chơi rồi, người ta nói gì là có cái nhà là cắt được cái nhà, giờ nấu nồi cơm mà ăn nước mắm giờ cũng ngon nữa. Ồ vậy đó hả? Người ta nói vậy đó. Trời ơi,
Rồi từ nay về sau thì thoát đi cái cảnh gọi là nhà giọt nát rồi. Không, nhà giọt nát là chuyện bình thường mà cái cảnh mà con tắm mẹ canh mà mẹ mẹ tắm con rồi. Canh kìa. Thì sao? Giờ nó khỏi rồi. Khỏi cả cả tháng nữa là khỏi có cảnh đó còn nãy rồi. Nhưng mà xong cái cảnh này thì chị với lại các bé cũng cố gắng làm ăn là được rồi, làm tới đâu sống tới đó, tại ta nói là an cư thì mới lập nghiệp đúng không. Chị nói thiệt cô bác của anh chị á, ở Việt Nam á có những cái gọi là khi cất nhà là một việc đại sự, là phải coi thầy coi bà đó. Coi được cắt ngày nào được, ngày nào không được. Nhưng mà khi mà chị Loan mà nghe tin cắt nhà, chị nói muốn cắt ngày nào cũng được ha chị Loan? Đúng rồi. Khỏi cần coi vậy hả? Khỏi cần coi, cắt ngày nào cũng được hết á. Tại vì có nhà được coi thầy coi bà mà mai mốt mình nó dột mình người kỳ nữa không đúng không? Mưa sập nữa. Bởi vì nhà này là hết sập rồi. Thưa cô bác của anh chị, thì hôm nay có được ngôi nhà này, một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở Canada, chú Kevin Trần ở Mỹ đã ủng hộ cho gia đình của chị Loan. Ra đây để quay cho cô bác anh chị coi tí xíu thôi cái cảnh của các anh này là. Đây anh thợ nữa hả? Anh tên gì anh? Tên Đạt nữa. Thiệt không? Thế. Giấu. Anh tên Đạt mà. Anh tên Đạt luôn hả? Nhà anh ở đâu? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Em bị nhớ này chút mà. Vậy hả? Hồi đó giờ có được đi cất nhà từ thiện lần nào chưa? Chưa hả? Thì không nói chuyện cười cười. Hả? Chưa, nó chưa. Chưa hả? Cái cảm giác cắt nhà từ thiện thấy sao anh Đạt? Thường làm rất là vui. Hả? Cũng bình thường thôi. Vừa vui mà vừa buồn. Ôi sao buồn? Buồn gì là nắng mệt. Quá nắng buồn. Làm gì có tiền. Rồi, cảm ơn anh nha. À, quay một đoạn đây nè, đổ những cái cây cột bằng bê tông hết luôn á cô bác của anh chị. Bây giờ đang đổ bê tông móng ở đây. Nói chung là được ngôi nhà vậy là vui mừng lắm đó. Thôi chắc quay cho cô bác của anh chị vậy em chào luôn, dắt về luôn chị Loan ơi. Bye. Dạ. Làm cái này lao động này cực không? Để làm quen à. Cái này chị làm quen. Dạ. Nhưng mà làm cho nhà còn vui hơn nữa ha. Vui hơn nữa. Ừ. Dạ, làm cho người ta thì chỉ mình lấy tiền thôi, còn này mình chắc mình ở rồi là mình. Dạ. Không có mưa, không có giọt để kia ở được tấm đá mình. Dạ. Tại vì con gái nó gặp lớn ở nhà vậy. Cũng sợ. Đúng rồi, gái càng lớn thì càng nguy hiểm. Thì đúng. Ừ. Sao rồi ông gọi là ta hay gọi là gì ta? Ông thầu á, đúng không? Gọi là ông thầu trẻ tuổi. Mệt không? Mệt chứ sao mà. Thôi. Mệt hả? Kéo 2-4 cây sắt nó. Kêu đi kêu nước mấy anh em uống đi. Uống. Rồi sao vậy cố gắng nha. Mai mốt đổ tường xây tường rồi lên quay 3-4 clip nữa. Mai mốt lên nổi tiếng xây đằng mai mốt mình lấy tiếng. Cười lộ cái hầm chân găng giả ra kìa. Mai quên mà giỡn hoài. Rồi thôi chào cô bác quý anh chị. Giỡn cho anh em lao động cho nó vui. Chứ thật ra thì Bùi Hồ xin chân thành một lần nữa cảm ơn cô bác quý anh chị. Hôm nay quay chắc khoảng 5-10 ngày nữa thì sẽ quay lại nhà của chị Loan một lần nữa nha.